xe máy 50cm khối cũ dành cho học sinh, những lưu ý khi mua xe máy cũ, xe máy 50cm khối cũ dành cho học sinh, những lưu ý khi mua xe máy cũ. Thực sự có rất nhiều gia đình chọn mua xe 50cm khối cũ vì nghĩ rằng mua xe rẻ cho tiết kiệm, đỡ tốn tiền. Vì con đi học chứ gì mà cần xe mắc, điều này cũng đúng các bạn, nhưng bạn có nghĩ rằng mua một chiếc xe cũ giá quá rẻ thì gặp khá nhiều sự cố không mong muốn không? Ví dụ, xe hay hư hỏng vặt cứ vài ba bữa lại phải sửa hay thay món đồ nào đó thì rất bực mình và bất tiện đúng không? Hiện nay thì có rất nhiều xe 50cm khối cũ được bán trên thị trường như xe Way 50cm khối cũ, xe Cúp 50cm khối cũ hay có cả xe Ga 50cm khối đã qua sử dụng cũng rất được ưa chuộng. Chính vì lý do này mà xe Way 50cm khối cũ nói riêng và các dòng xe 50cm khối nói chung có nhiều mẫu mã thương hiệu xe khác nhau tha hồ cho bạn lựa chọn. Lo lắng nhất khi mua xe cũ đó là thủ tục giấy tờ sang tên từ chủ cũ sang tên mình. Có nhiều xe chính chủ thì vẫn còn giữ đầy đủ giấy tờ. Nhưng nếu cũng có rất nhiều xe không có giấy tờ thì rất mất công khi làm giấy tờ lại từ đầu. Chưa kể các vấn đề như xe hàng gian, bị lấy cắp hay đang bị điều tra thì rất mệt, đôi khi còn bị phạt vì mua hàng gian. Hay không có hợp đồng mua bán thì dễ xảy ra tranh chấp về sau, trước khi mua xe gì, xe Cúp 50 cũ giá bao nhiêu. Kể cả xe mới hay xe 50cm khối cũ thì bạn cũng cần suy nghĩ trước một chút là mua xe để làm gì. Nếu bạn chọn mua ở một công ty chuyên mua bán xe cũ thì yên tâm hơn vì họ có hợp đồng mua bán. Cũng như đầy đủ giấy tờ của xe, mua xe chính chủ sẽ đảm bảo cho bạn. Nếu các bạn đang quan tâm đến dòng xe máy 50cm khối cũ cho học sinh và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-bike.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của Xe Điện Bi-bike để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!